Để nuôi chó hợp pháp tại Trung Quốc thì người dân phải đến chính quyền đăng ký để cấp mã số và đóng lệ phí. Mỗi ngày dắt ra ngoài chơi, người chủ nuôi chó thì phải mang theo giấy tờ đăng ký nuôi cùng giấy tiêm chủng cho chó. Để được cấp phép nuôi chó, người nuôi phải có nhiều loại giấy tờ như giấy căn cước, có nhà cửa nằm ở ngoài vùng cấm nuôi. Riêng tại thành phố Bắc Kinh quy định mỗi gia đình chỉ được nuôi một con chó, nhưng không phải là các loại giống chó giữ. Hiện có 35 giống chó bị cấm nuôi ở khu vực trung tâm, ví dụ như là béc dê, chó săn cáo của Anh hay là chó bùn. Khu vực bệnh viện, trường học, ký túc xá cấm tuyệt đối nuôi chó. Chó không được dắt vào nơi công cộng như là chợ, trường học hay bệnh viện.